Sir, the enemy won't surrender. Set up two M2 heavy machine gun mounts and let these fools meet their maker. Game lần này tôi muốn giới thiệu có tên là Warpath, Huân chương chiến hỏa. Một con game mà chắc chắn mấy người đam mê về việc chinh chiến, khai phá lãnh thổ mới thì không thể nào bỏ qua được cái game này luôn các bạn à. Lúc tôi mới vào chơi game này thì khá bất ngờ vì quả slogan đầy tinh thần đoàn kết một lòng, quyết chiến, quyết thắng. Với game này, anh em sẽ trải qua cuộc chinh chiến để mở rộng lãnh thổ, chiến đấu giành chiến thắng để bảo vệ tổ quốc. Tất nhiên với dạng game chinh chiến này, việc lập team có anh em đồng đội thì rất là cần thiết. Đó, anh em xem thấy đội của Hiha đang lập team chiến đấu trong Warpath không? Thì nếu anh em cũng mê dạng game này thì hãy tải game về lập team nhé. Điểm khác biệt cũng là điểm ấn tượng của tôi với game này là về đồ họa cực chất, mô phỏng chiến trường thật, có núi nè, có hồ nè và các loại địa hình khác. Đấy, mình bày chiến lược chiến đấu để tôi cho anh em dạo một vòng quanh map nha. Trong game này sẽ có tổng cộng khoảng 5 phân đội pháo binh để tùy chọn. Hệ thống vũ khí của Warpath chứa tất cả các xe tăng, súng trường, pháo binh và máy bay chiến đấu nổi tiếng. Trong cuộc sống thật có 104 loại xe tăng, 34 loại pháo, 27 loại vũ khí bộ binh con người chơi lựa chọn trong trò chơi. Nghe liệt kê đến đây anh em cũng đã thấy độ thật của game chưa? Như một chiến trường thật sự cùng với đồ họa 3D nữa thì tôi nói hình ảnh này đỉnh cao luôn anh em ơi. Về chiến lược chiến đấu, anh em sẽ phải nhảy số rất nhanh về việc sử dụng các chiến lược như bao vây nè, hoặc là đột kích trong game. Ví dụ như là chiến thuật backdoor, đột kích tiêu thụ tài nguyên của kẻ thù và đôi khi thậm chí thắng mà không cần đánh bại kẻ thù luôn. Trong trận chiến, chúng ta có thể tận dụng địa hình trên bản đồ để tấn công hoặc là tránh các cuộc tấn công của kẻ thù. Với những điểm cộng này, không có gì bất ngờ Warpath lọt vào top 15 trò chơi chiến lược được tải xuống nhiều nhất. Nghe là uy tín liền. Hiện game đã có mặt trên mọi nền tảng ứng dụng nên các anh em có thể tải về rồi nhé. Link tải mình có thể để ở dưới phần mô tả nha các bạn. Từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 còn có sự kiện cầu thủ Quang Hải tham gia làm chỉ huy trưởng trong game nữa. Tham gia sự kiện có rất nhiều phần thưởng quà hấp dẫn cho anh em. Với những người đã đăng ký và là đồng minh thể hiện tốt nhất sẽ nhận được quà và ba danh hiệu: nhà vua, vua đồ sát, vua chiến trường và vua đoàn kết. Nếu anh em mời bạn bè tải thì có cơ hội trúng iPhone, Nintendo Switch hoặc là Shopee card đó. Lúc mời bạn bè làm đồng minh, anh em sẽ nhận được huân chương để đổi lấy lượt rút may mắn. Còn chờ gì mà không mời ngay các bro vào trận chiến nào anh em. Anh Hi Ha ơi, em có fan ad, làm cách nào để tặng cho anh bây giờ? Ok em, hiện tại anh có một nhóm Facebook mang tên là Vườn Hoa Bé Nhỏ của Hi Ha và Jimmy. Em hãy gõ nó vào thanh tìm kiếm trên Facebook, sau đó nhấn vào trả lời câu hỏi nè. Nhớ là phải trả lời câu hỏi đó nha. Sau đó đợi khi anh Việt là em có thể gửi fan art cho anh nè, hoặc là có thể chế anh Diệm, hay là em có thể đăng bất cứ thứ gì về Hi Ha và Jimmy là được nha. Nên nhớ Hi Ha và Jimmy thôi đó. Các bạn cũng cùng nhau tham gia nhóm Facebook của tôi để giao lưu với nhau nhé. Sao lại không nhỉ? Chữa trị cho các Husky Wookie xin nghe ạ. Alo, alo, có phải bệnh viện đó? Alo. Trời ơi, có dạ. Cấp cứu tới gấp. Hả? Sao chị có chuyện gì? Chị nói lại từ từ tôi nghe coi, tôi nghe không có rõ. Trời ơi, con trai của tôi Husky Wookie nó đang bị cái gì nè, tới nhà trong cái xe cấp cứu, tới nhà của taxi Messi cấp đi. Trời ơi, nhanh lên. Dạ. Tôi ơi. Xe cấp cứu. Chị ta hi hi, ta giác con. Là ok rồi đó. Đi tới nhà Bi. Cấp cứu. Cho một chiếc xe cấp cứu tới cái nhà của nó CBC Okay. Để bị bệnh. Được rồi, nhanh lên nào. Cấp cứu rồi mấy bạn ơi. Lâu lắm rồi mới dùng lại chiếc xe. Nhanh lên. Hình như bị gì nguy hiểm lắm. Ok. Xe đây rồi. Trời ơi, không có xe chắc ơi. Trời ơi. Bảo vệ, vậy. Đổ xăng giùm cái. Cấp cứu lắm rồi, mà tụi bay cứ ngồi ra ngoài đổ xăng giùm cái. Đổ đầy bình. Sẵn, ơi, từ từ, phải đi mua xăng. Cấp cứu gấp lắm rồi mà còn mua xăng gì nữa. Lẹ lên đi, hai thằng ông nội này. Trời ơi, tôi có biết đâu, bữa giờ có ai đi xe đâu mà đổ. Trời ơi, lẹ đi, xe xong chưa? Vô tiền phụ đi. Gắn cầm cự. Kiểu này là xong rồi, nếu mà chuyến này chúng ta không cứu được thì chắc là đúng rồi. Nhanh lên đi. Thôi có xăng rồi, đổ đây. Đổ xăng nằm đâu vậy? Trời ơi, bà khóc quá trời, bà đất, lẹ đi, bà khóc.
Trời ơi, kêu bả bình tĩnh, kêu bả bình tĩnh đi, tụi tôi sắp tới rồi. Trời ơi, mấy bạn ơi, đang cấp cứu mà chuyện này. Trời ơi, cấp cứu mà. Ông sao yên tâm. Lâu mà ông lái xe, Thì ông cứ yên tâm, tay lái của tôi, tay lái lụa đấy. Ông cứ bình tĩnh, ông cứ bình tĩnh. Ông tin tưởng ở tôi. Từ từ. Xe này đang bị tự đánh lái nè, để tôi tắt cái máy nè. Rồi lên xe lại nè. Rồi. Khởi động lại là ok liền. Vậy. Rồi đó, ok đó, lại nhá. Ok. Bây giờ chạy ok thôi. Đây dữ vậy, nhưng coi chừng xỉu tin ơi. Trời ơi, okay, bây giờ. Ok, đi. Quay qua, tránh ga, xe cứu thương. Vô đây, tránh đường cho quen đi. Wee, tống vô nhà luôn. Trời ơi, quên đổ xe gì ơi. Trời ơi, đẩy mình nhân vô đi giùm tôi cái. Ôi, xong rồi. Đừng lo, sắp tới, anh cứ cầm cửa. Trời ơi. Sao mà gì đâu. Ok, sắp tới anh ơi. Vô đây, tránh đường. Chạy một tiếu nữa là chở qua tôi qua chỗ bán hòm giùm. Ok. Ôi trời ơi. Anh ơi, chụp kia anh ơi. Tránh đường đi, ngu này. Đem vô đi, ngu này. Đi chị ra bây giờ làm hồ sơ giùm đi, khám tổng quát luôn. Tôi đã đang ghi đây nè. Ê con cô bên đây à. Đang ghi giữa chừng. Nhanh lên con tôi. Tên là Hất Kêu Hất Kêu không cô? Đúng rồi. Bị cái gì? Nó bị cái gì ở vấn đề ở nghi tai, với lại nó bị cái gì nghe nó bị đờm đó cô. Giờ con không biết ghi khám tổng quát cô. Tạm quát đi cho nó chắc. Tôi đâu biết đâu, tôi phải bác sĩ mà thầy ơi. Rồi. Vào đây, sao rồi nhá. Ơi, ok. Thầy ơi, mọi này ok. Trời ơi, ok. Đây hồ sơ cho xin. Ok, cô đi vào đây với tôi nè. Tôi đang làm gì mà sao giờ nó bị. Đây cô vô lòng lên đây ngồi đi. Trời ơi, y tá dắt sao rồi, hồ sơ đây khám tổng quát. Con ơi là con. Nhanh gọn lẹ luôn y tá dắt ơi. Được rồi, cô cứ bình tĩnh đi. Cô biết đâu nó nói chuyện mà đợi không, với lại tai nó nghe giống như bị giết vậy con ơi. Ôi nghe gì mà ghê vậy, tỏi này chắc là phải mổ hay sao rồi đó cô ơi. Cái tai nó lâu kêu hoài nó không nghe. Đây đâu, không, tai đâu, không có đâu. Hỏi có vấn đề luôn mà. Trời ơi, là trời có vấn đề luôn rồi, ghi nhầm sai chính tả luôn nè. Gì đó, đờm cổ, rồi viêm phổi, rồi tai bị gì á, như ba cái đó à. Là trời, bác sĩ ơi, coi cứu tôi đi. Rồi, cô cứ bình tĩnh, tụi tôi là bao nhiêu năm trong ngày rồi. Rồi, ok chưa? Ok, để tôi đi kêu bác sĩ. Ok. Bác sĩ ơi, bác sĩ dơm. Đâu rồi ta, ở đâu chạy? Bác sĩ dơm, qua này ta.
Xì dâm. Ê, cái gì vậy? Trời, có một ca cấp cứu hước đi quốc ghi, đang cần bác sĩ dữ lắm. Dạ rồi bác sĩ. Được rồi. Chuyển vô phòng cấp cứu chưa? Dạ rồi. Đang kiểm tra mọi thứ rồi bác sĩ ơi. Okay, bây giờ đợi bác sĩ ca thôi. Ca đó bị gì vậy? Ca đó khám tổng quát bị ba cái luôn bác sĩ. Được rồi. Giờ đây bác sĩ. Được rồi. Người nhà bệnh nhân qua đây nha. Ok. Đâu hướng nào? Đây coi. Đây bác sĩ. Đây hồ sơ đây bác sĩ ơi. Trời ơi là trời, con trai con tôi bác sĩ cứu cứu đi bác sĩ ơi. Cô bình tĩnh. Hồ sơ bệnh án hức ghi quốc ghi khám tổng quát à. Tai bị đau họng có đờm, phổi có vấn đề viêm phổi. Ok được rồi. Bệnh nhân sức khỏe đang ổn định không? Trời ơi nó mới như xỉu đó cô. Ok vậy thôi đưa tôi qua phòng phẫu thuật luôn đi. Trời ơi gì mà vô nhanh vậy? Trời ơi phẫu thuật luôn đi là cho nó an toàn cô ơi, mọi thứ rồi có chắc chắn. Trời ơi. Cẩn thận nha, con tôi nó sợ dao kéo lắm á. Trời coi nó này đóng tiền giùm tôi nha. Rồi chúng tôi chuyển qua phòng gì luôn. Từ cô, con phải kiểm tra lại hồ sơ. Bảo vệ à, ai tụi bay lên đây nghe tao nói nha. Mấy xe này có hồi nãy ok quốc ghi ói đó, cô bay lao luôn đi nha. Trời đất ơi. Ôi cô qua quẹt thẻ hay trả tiền mặt. Trời ơi quẹt thẻ cái gì cũng được, miễn là cứu tính mạng con trai tôi là được rồi. Dạ vậy cô được thẻ. Con lấy lại rồi. Trời ơi cô, do cái bạn nó chậm quá con ơi. Để con thanh toán hết luôn rồi cô. Trời có nhiều lên tốn, tài khoản cô mấy chục tỷ nó lấy đi. Trời ơi. Dạ đây xong rồi hết rồi. Viện phí tiền thuốc men. Đây tôi vô. Có gì vậy? Nhanh. Gì vậy? Okay. Qua phòng luôn. Đây, tôi mở cửa giùm cho. Vô phòng mổ luôn. Nhớ chữa trị đàng hoàng đó. Ồ, tin tưởng à, tụi tôi là chuyên nghiệp lắm. Đây cô qua đây ngồi nè, có thể quan sát được nè. Đó cô lên đây ngồi đi. Đó, rồi tí ngồi đây. Ờ chờ nào để tivi cái. Trời ơi. Mày đặt không khác gì đâu mày. Trời ơi đó, cô ngồi đó quan sát đi nha. Con ơi, cố lên. Con là mổ đâu cô? Rồi, tao cố gắng. Rồi, mọi thứ chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Chúng ta cần giải phẫu liền mà. Nhưng mà tôi con trai tôi sợ dao kéo lắm á coi chừng á. Trời ơi, nó hiểu rồi, không biết gì đâu. Thôi cô qua bển đi. Trời ơi, cô đừng đi qua nữa nha. Rồi dắt ơi, lật bệnh nhân lại tiêm mũi thuốc tê ngay sống lưng đi. Ok. Em mất hết cơn đau. Ok, tôi sẽ kiểm tra mọi thứ ở đây, máy móc đầy đủ hết rồi. Ngủ rồi mà. Ok, thuốc ngủ, thả bồn ra nào. Wow. Rồi ok, hợp lý. Rồi, máy nhịp tim đầy đủ nè. Okay. Rồi, để tôi điền thông tin vô đã. Điền thông tin đi bác sĩ ơi, chúng ta vô rồi, luôn. Ok. Điền bác sĩ. Rồi, được rồi. Để tôi chỉnh lấy nước loại nào đã. Rồi ok. Rồi, xong hết rồi. Rồi giờ, ok. Let's go thôi. Ôi giời. Bác sĩ ngủ cụ tỏi luôn rồi. Ôi bác sĩ sao lưng hồi nào không hay luôn. Đây hồ sơ bệnh nhân nè. Rồi đã chuẩn bị đầy đủ đồ phẫu thuật chưa? Đã đầy đủ luôn, đầm bướng cổ nè, viêm phổi thúy gì á. Bác sĩ nè coi đi. Được rồi để tôi coi hồ sơ bệnh án coi. Rồi được rồi. Phổi nè, tai, cổ họng nè, bác sĩ vô gì đây? Okay. Thì phổi đang khá là nguy cấp nên là tôi nghĩ là nên vào phổi gấp. Yes sir, vô phổi đây, okay. Vô nào. Ôi gì vậy? Ôi phổi có mấy cái gì nhăn này nè bác sĩ. Phổi này hút thuốc nhiều. Hả? Nào. Rồi. Mấy cục đen này ra đi. Trời ơi, cái gì mà ghê vậy trời. Trời ơi, đờm quá nhiều nè. Ở phổi mà có đờm luôn hả bác sĩ? Ở đây để em đập mấy cái cục màu đen cho bác sĩ hút mấy cái nước đi. Trời ơi, okay. ghê quá. Rồi để cái đập dưới nha mấy chú. Để tôi đập mấy cái này cho. Hả? Trời hút cho sạch màu xanh này đâu nè. Trời ơi. Okay. Không có gì đâu. Oh. Trời ơi, coi chừng tổn thương phổi của bệnh nhân đó. Ok, mình vào cái bệnh nhân rồi mình chữa rồi mình ăn tiền thêm. Cái gì vậy? Nó hả? Không cái gì vậy? Tôi đuổi gì tá dắt bây giờ? Đi tá dắt sao tối ngày cứ như vậy đi tá dắt. Rồi ok, hợp lý. Cùng bên đây nữa nè. Rồi về bảo lưu giùm bác sĩ đây, giờ bác sĩ tăng lương. Trời ơi, tập gì nhiều vậy? Rồi vô đi kiểm tra đi. Ôi giời, còn một cục trên đây nè. Giờ đó hả? Để tôi đập cho. Ôi. Dạ. Ôi, cửa gì mở vậy? Nó mở đường rồi nè, đi thôi. Xong rồi đó. Ôi. Quay về. Ôi. Rồi tá dắt gửi về cái này cho bệnh nhân đi. Ok. Đây, thấy cái tác hại của ông. Ừ, thấy được tác hại. Rồi bây giờ thì phổi đã sạch sẽ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có tay và cổ họng đây bác sĩ. Em nghĩ là cổ họng đi. Cổ họng để đi. Cho thở. Nghĩ là okay. Vô. Ui trời ơi, đơm. Cái gì vậy, đơm kìa. Ghê nữa. Ủa
sao nhiều vậy? Ủa, cái khoang hỏng kìa. Khoang hỏng gì đâu mà toàn đờm không vậy? Ghê quá, ghê quá. Đào hết đi, đào hết đi, đào hết đi, đào hết đi. Câu lần này bảo đảm mà ông sẽ cái này rất là khó thở luôn á, làm cho cổ bị dướng nhiều lắm nè. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Ủa, đường nè, đường nè, thông rồi. Rồi, khoang hỏng đã được thông rồi nè. Chị Vĩnh ta làm gì đây bác sĩ? Ta xong sạch rồi, để đi kiểm tra cái. Lên kiểm tra. Nhưng mà khoang cổ này nó đang bị nhiễm đạm nhiều nên là nó đang bị viêm á, nên là bây giờ mày làm gì bác sĩ? Đúng rồi, cho một cái nước vô để rửa sạch lại cái khoang hỏng cho nó chuyển thành màu đỏ mới được. Ok, được. Ok, nó đang bị viêm rồi các bạn ơi, bây giờ. Ok, đi đâu nhỏ? Ok, có cái đã dắt lừa lâu rồi. Yeah, hay hả bác sĩ? Đổ từ trên xuống hả? Đem đi lên trên. Không được. Sao thế? Bệnh y tá à, xuống đây tôi nhờ. Dạ sơ, vô đây, chỉnh đường đây, chỉnh đường đi, tá dắt ơi. Ôi, bác sĩ, em xuống rồi bác sĩ. Rồi, đổ cho tôi đây nè. Này bác sĩ. Rồi, đổ ngược lên để cho nó sạch khoang họng từ dưới lên. Ôi. Để chào ra bệnh nhân có thể ói ra được hết. Đỉnh cao bác sĩ, đúng rồi bác sĩ. Trời ơi, cái gì mà tôm nhìn ghê vậy? Đổ cái gì vô? Trời ơi, đổ dung dịch gì vô con trai tôi vậy? Ơi, trời ơi, cẩn thận. Con. Rồi đủ không? Hay tôi đưa thêm? Em nghĩ là ok rồi đó bác sĩ ơi. Chắc còn vài lỗ vậy, một lỗ rồi sau hai xô nữa đi. Cả này tới. Đây ở đây nè. Đó, làm sạch giùm tôi đi. Rồi đây chỗ cuối cùng. Cho nó hết luôn nha, cho nó nguyên vùng màu nâu luôn nha. Nó phải đều thì bệnh nhân mới hết được đó. Giúp tôi đi. Em thấy là đây chỗ này còn ít nè, để em đổ luôn. Đủ chưa? Đây cái nữa nè. Rồi bây giờ đợi cho nó hồi phục đã rồi chúng ta hút lại cái nước này thôi. Ok bác sĩ. Ôi. Ok, giờ phải hút lại, hút lại. Hút lại đi, thấy chưa? Đang nhả ra đó. Ôi, bệnh nhân đang hồi á kìa. Ô mày. Ối ra cái thứ nước này nè. Ôi, chảy lên kìa bạn. Đỉnh cao. Không có vụ đó rồi nha. Rồi, được rồi, chúng ta sạch xong phần đó rồi, đi thôi. Ok. Rồi đi thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô một phần khá là quan trọng. Phần này nếu mà đúng rồi đó, cần đụng mạnh nha các ơi. Bị điếc luôn đó. Ừ, điếc luôn á. Ok, cẩn thận. Nghe tôi thấy cái hình nít quen á thì bệnh nhân này có cái lỗ tai nó khá là viêm nặng á. Cái này là không chịu rái lỗ tai đây, hiểu chưa? Nên nó mới dẫn tới như là này. Hợp lý. Ok bác sĩ. Thì bây giờ ông ta vô. Đây là tai rất là nguy hiểm. Vô làm luôn đi, tai nó nguy hiểm lắm nè. Trời ơi. Ui, đây là ức ai vậy? Ghê quá, móc đi nhắc ơi. Trời ơi, ui dồi, cái gì mà ghê dữ vậy? Còn cái lỗ tai nó, cái trời, cái gì mà ráy, mà không chịu ráy tai vậy? Trời ơi, Nghi ơi, như là hơn Nghi, tắm mà không ráy tai vậy chị con? Ui dồi ơi, nhìn ghê quá vậy trời. Hồi không coi nữa luôn á, thôi quay coi. Trời ơi, ghê quá. Cẩn thận nha, làm gì sai con trai tôi đi luôn. Đây, được rồi. Trên đây nó có một cái đường đi ngang qua được cái lớp màng ở bên tai nè. Màng nhĩ, đúng rồi. Đây, qua đây. Rồi, hợp lý. Đó, lỗ tai này viêm nặng nha. Sao cái này mà cái này nhiều dữ vậy trời. Trời ơi. Ôi trời ơi. Gì vậy? Gì vậy? Có lỗ này nè. Đâu, ui dồi ôi. Nước không à, yêu cái này bị viêm rồi đó bác sĩ ơi. Phải giúp người đi trời. Ok giúp người, yeah, mình lấy giá cao hơn nữa đi. Nữa hả? Thôi bác sĩ, y tá này có okay, rồi lấy tiền thêm vậy ơi. Ủa cái này gọi là... Ok để dọn mấy ghê này, quá à. Yêu. Ui cái mày nghĩ nè. Cái gì mà đáng nghe. Đây là khó cứng nè. Cũng đập luôn. Ok, đập luôn. Xong chưa? Có chỉ này vậy. Đây, hợp lý. Ôi ôi, ai làm gì này vậy? Hả? Ông Chí nào cái ơi, cái gì vậy? Ôi, cái tay này các bạn. Trời ơi, ok, để em kiểm tra thử coi có đường nào xong không. Ok, hết rồi, ok, hết rồi. Không, đây chính là đưa tới dây thần kinh đó. Wow. Đi ra bằng cách này á. Bắt cô lên chỉnh kiểm tra thử cái. Để tôi trình bắt cô rồi. Ây da, tập dễ quá. Ok, lại. Ở đâu, sao bác sĩ lên nhanh vậy? Sao lên được ta? Ok, chuẩn bị nha nhé. Lại, hỏi đi ông nội. Quên nữa, mình có cái này mà, bro. Ok. Đi, qua đây coi vậy. Ôi, này sạch sẽ hết rồi bác sĩ ơi, không còn gì hết bác sĩ. Rồi, chúng ta đi về thôi. Về thôi. Yeah. Rồi, tới nhắc ơi. Hình như xong rồi nè, trời ơi, coi con tôi xích mới được, trời ơi con. Ui.
Rồi, rồi, bỏ rồi. Đâu? À, đưa ảnh ra đi. Thì ta nhắc con tôi. Ok, dẫn dẫn ra nhà. Dẫn ra, dẫn ra, con trai. Mẹ ơi, con đã hết bệnh rồi. Thôi con khỏe rồi, mẹ vui lắm rồi. Lần rồi, người nhà bệnh nhân đi theo tôi. Ok. Nhà bệnh nhân qua đây, người nhà bệnh nhân ơi. Rồi, được rồi. Thì bây giờ con trai của cô về nhà là mỗi ngày phải vệ sinh lỗ tai ít nhất 2 lần bằng cái dung dịch mà tụi tôi sẽ đưa. Rồi, rồi. Dạ. Nhớ như con, trời ơi. Rồi, nhớ, nhớ là theo là bác sĩ dặn nha. Đúng rồi, đầy đủ vô. Rồi, kiểu này là chắc phải kiêng những thứ có liên quan đến sữa với dầu mỡ nhiều trong vòng 2 tháng giùm tôi nha. 2 tháng rồi hả? Trời ơi. Đúng rồi, chỉ là đùa đùa thôi nha. Trời ơi, vì ai biểu mày ăn rồi uống cho cố vô chi. Ôi dạ, mô vậy con mốt con về con ăn chay. Rồi, 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 rồi. Và nếu mà có dùng đính dầu á thì nên dùng dầu thực vật, đừng nên dùng mỡ nhiều quá nha. Rồi, rồi, ok, tôi xin nhắc lại, nhớ nha con, nhớ nha. Rồi, đúng rồi. Y tá Nhất ơi, có gì dẫn bệnh nhân ra ngoài dặn dò thêm cho tôi đi, với đưa những cái loại thuốc mà tôi nói hồi nãy đấy. Ok, đi ha, đi thôi. Rồi, tên nè. Y tá Gia ơi. Ờ, dạ, dạ, đây bác sĩ. Sắp tới á, tôi muốn là bệnh viện của chúng ta phải có thêm một quầy bán thuốc riêng nữa nha. Yes sir, em để sẽ lưu ý. Để giao thuốc và giao những thực phẩm khác nó dễ dàng hơn. Dạ, 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 dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Rồi, nhớ nghe chưa, làm những gì mà tôi bảo dạ, tôi biết chưa? Rồi, tôi biết rồi. Thôi là cho bệnh viện rồi đó, nghe chưa. Dạ, vâng, dạ vâng. Trời ơi, cái gì mà xem cái phú. Không biết gì hết chưa. 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 Trời ơi, thôi đi về đi con ơi. Để má bắt con xì. Hồi nãy tôi mới nghe cái rầm. Trời ơi, bảo vệ này. Bảo vệ Quy. Dạ, có tôi. Đưa người nhà bệnh nhân về bằng xe cấp cứu khác đi, nhanh lên. Trời ơi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Trời ơi. Không có gì đó, trách nhiệm của tôi thôi. Nhớ ghé qua bệnh viện y dâm chuyên đợi chị bệnh chỉ dành riêng cho hất gây nha. Dạ, đúng vậy. Cảm ơn. Lỗi là người xe. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Không kiếm được xe rồi. Taxi cũng được mày ơi. Mày hai tụi bay coi sửa lại xe, coi xe chạy. Lỗi, lỗi, lỗi. Lỗi, lỗi. Ai này quay trừ 50 ngàn ngày hôm nay nha. Ôi là trời. Ôi là không đâu. Người làm gì đâu. Tôi chùi xe mà tự nhiên xe nó hư luôn. Rồi, gác thăng. Tí thăng. Trời ơi, mà lửa xe rồi chuẩn bị nhập thêm thuốc kìa. Bệnh viện chúng ta gần đây có nhiều ức kỳ bị bệnh lắm đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, tôi đi ghi báo cáo tiếp đây. Tôi cũng đi vô đây. Hai người coi mấy người bay coi sửa xe đi nha, mấy người bảo vệ. Rồi mày sửa xe cho đàng hoàng vô kìa tôi kìa. Mày sửa ra sửa rồi. Đi nào. Quậy phá gì đâu không à. Không biết được nữa. Rồi rồi rồi. Ôi trời ơi. Mày làm gì vậy? Wow, bác sĩ ơi, cắt luôn ơi. Bác sĩ ơi, làm ư xe luôn rồi, bởi xe luôn rồi. Con nghỉ việc, con đi nghỉ việc. Cắt lương nó, tăng lương tôi. Trời ơi, mày đang cửa. Bây giờ được lắm, bây giờ tất cả những y tá đem hai tụi nó vô phòng phẫu thuật. Ôi trời ơi, để em bắt mày lại. Cái đầu mày cứa cái gì mà mày ngoan cố. Mày ngoan cố mà mày, chiến này nó. Trời ơi, mày làm nổi cho mày. Trời ơi, trời ơi. Vậy sao bác sĩ bắt tôi lên rồi? Đâu trong nè mày, khỏi nói nhiều rồi, mày. Rồi, vô trong. Để tôi làm hồ sơ. Rồi, vô trong đi. Thằng kia xuống rồi. Chiếc xe tụi mày đi xa nằm xuống. Ok, rồi. Tim, phục bay. Cho mày chết luôn. Ôi, ôi. Ôi, cái gì vậy? Ôi.